của anh đâu rồi, em lên đây anh nhìn gương anh ấy. Em đứng lại sao anh nhìn được lại số mặt thân anh. Cần gì phải soi gương ở đấy. Để soi gì? Gương đây này, hai cái gương tao bố nó không soi. Soi gương nó sau. Anh em nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, soi cái đó của em làm gì? Ui, đẹp trai soi đây là thấy rồi. Em nhìn đây, có chữ của sư có được làm miếng cái gì đâu. Thế bây giờ anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Thử nói anh nghe xem nào. Hay... mở rộng không? Mở rộng nhổ đây này. Mở rộng nhổ đây, nhổ được á? Nhổ được. Ừ, rộng. Đây này, nó nhú lên đây này. Không mấy cả. Cái này phải... Ôi ghê lắm anh thật nhá. Dâu chẳng thấy đâu, nước dãi em nhè nó đây đi dưới đi. Làm gì có. Ghê lắm. Em nhè nó chẳng thấy vậy, nước của anh chảy cho đây. Em chỉ sợ nước anh, nước của anh chảy, nước của anh chảy. Thế nước anh cũng sợ. Hay không đổ trên. Đổ dưới. Đổ dưới hả? Thì... đổ đầu dưới. Đổ đầu dưới. Ê, mình cứ áp cái này. Đổ đầu dưới. Đổ đầu dưới. Đổ đầu dưới. Đổ đầu dưới. Tiếng nghe mình cổ sát rồi. Chảy á. Thằng này ngồi đâu? Chắc bọn này nhìn nhau sao? Từ nhau đéo rồi. Chắc bốc gà. Từ nhau đéo rồi. Em không ngờ chúng đây. Cái đầu dưới anh tóc của nó, râu của nó ở dài hoảng này. Em chính cái lá răng phát. Đủ phụ luôn. Mà anh cũng tiện chứ. Sống gì? Sống đau. Để nhổ nó đâu. Này. Em nhổ nó đau. Không. Em nhổ nó chưa được. Em bạn chưa há một phát là sạc đầy sạc. Thì là một khách sạc tiêu với nhiều cái nhỏ. Anh muốn đi nhạc. Đẹp có mắc xứng rồi. Mắc xứng. Anh đi khỏi bóng vô thì thấy đẹp quá. Kính, kính nghe mình thử kính nhé. Vâng anh. Ở chỗ này lại có dịch vụ ngon phết. Nhìn em lại xinh tươi nhỉ. Cái mái trông được nhanh nhỉ. Ừ. Đóng lên đấy dùng múa răng này ạ. Địa ở trong đấy là đá mình đánh. Ừ. Có cái lò là đánh xỉa. Thế là bà lê hơi sâu rồi. Trăm đấm không có, trăm đấm nhạc em có đủ. Nhưng đây là bao nhiêu mà các bạn đến bao nhiêu lâu rồi biết giờ có phải đâu quán này mới sang nhượng lại cho con này mà trước là thằng khác cắt đấy là con này là chủ mới nó mới về đây mới về làng mà mới về làng mình mà mưa dài không bỏ gì thì gọi là hút mưa còn ra mồm đây là trong bảo sao cắt tóc vào ông nào tóc dài này cứ tóc dài vào đông gắn cũng vào nhiều khi có cả không tóc cũng vào thật nhiều ông bị hói vào hết nó mới về được đâu mấy tuần tuần ba tuần nay mày mới ngồi đây hôm trước ngồi đây anh theo dõi quả này được bao lâu theo dõi nhau hôm trước tôi ngồi đây vô tình thấy tao ngay đang rủ mày ra ấy. Đợi tí thử cắt xem hôm trước thì tóc vừa mới cắt ở bên nhà nhiều xong ra đây ngồi uống nước đây, đầu trên cắt đây đầu dưới cắt đâu chưa thử dịch vụ bây giờ tí vào thử hỏi xem cắm cái đấy 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 cắm cái đấy
Có à? Lên luôn không? Lên luôn. Anh lên trước nghe, anh lên trước nghe. Ờ.